Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bên Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ cập nhật một số tin tức mới nhất về Bên trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì Bên đã chính thức cho giảm tốc độ khai thác trong tháng 1 này. Đó là từ 0.0142 b 1 giờ xuống còn 0.0140 b 1 giờ, tức là giảm 1.4%. Và vì việc Bilesen nó đến vào cuối tháng 12 cho nên mình tin trong tháng sau sẽ có một lần sóng đăng ký tài khoản mới cũng như là những tài khoản cũ đã bỏ bi sẽ quay trở lại khai thác bi Network cho nên trong tháng sau chắc chắn tốc độ khai thác cơ bản của bi Network sẽ giảm rất là mạnh luôn còn tháng này thì chưa đâu các bạn à và tin tức tiếp theo đó là tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 12 sàn giao dịch lớn nhỏ đã lít bi trên sàn của mình và còn rất nhiều các trang tin cập nhật về giá của các đồng cô trên toàn thế giới được cũng đã cập nhật về giá bi và giá cao nhất được ghi nhận trên sàn uh, Athletic đó là ngay thời điểm mình làm video này là 31.500 BUSD nha các bạn. Còn những sàn khác á, là được ghi nhận giá dao động trung bình là từ 150 cho đến uh, 300 đô cho một bi nha các bạn. Giá trên các sàn này á, thì uh, chúng ta chỉ nên tham khảo thôi nha các bạn, chứ không nên uh, đầu tư tại thời điểm hiện tại vì uh, nó còn chưa rõ ràng và cũng khá nhiều rủi ro nha các bạn. Và tin kế tiếp đó là hiện tại Bi vẫn đang tổ chức cuộc thi hát ca thông và tiếp tục phát triển hệ sinh thái vì Bi luôn chú trọng phát triển hệ sinh thái vì hệ sinh thái mới là yếu tố bền vững để mà phát triển Bi cũng như là giá trị Bi tồn tại và phát triển vững với thời gian nha các bạn. Và với việc Bi liên tục tạo ra những làn sóng dư luận như là việc uh, bi được lít sàn nè rồi có tin đồn là bi sẽ được uh, may đáp mở trong uh, nay mai nè thì chắc chắn những ăn tb nè những người đã từng chỉ chết bi những người đã công kích bay lúc trước đó, chắc chắn sẽ hiện tại đó, đang tìm cách lao đầu vào để mà khai thác bay nước quốc nha các bạn và mình khuyên các bạn là cứ việc khai thác bay nước quốc đi các bạn bắt đầu chưa bao giờ là muộn cả Hiện tại thì các bạn thấy tốc độ khai thác của Bi khá là thấp Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng đi Trong khoảng 1 năm, 2 năm hoặc là 3, 4 năm nữa trong tương lai đi Thì tốc độ hiện tại sẽ là niềm mơ ước của 3, 4 năm tiếp theo nha các bạn Còn về việc tại sao Bi lấy sàn à, cũng như là những nhận định về Bi Network Cũng như là hướng đi của Bi trong tương lai á, Thì mình cũng đã có những video à, phân tích và nhận định hướng đi của Bi Cô Tim trong tương lai nha các bạn Nếu mà các bạn chưa xem á, thì các bạn có thể xem lại những video trước của mình nha và chúng ta cứ việc à, bình tĩnh kích tí xét và chờ đợi xem xét những tín hiệu cũng như là bước đi tiếp theo của bê tim nha các bạn chúng ta không nên vội vàng làm gì cả rồi video của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn